Chào các bạn, mình là Thu, là nhà sáng lập và phát triển nội dung của kênh YouTube Chuyện của Thu. Đây là tập 6 của câu chuyện Tổng tài Mafia sủng vợ điên cuồng. Nếu bạn là người mới, nếu bạn lần đầu tiên xem video này, thì câu chuyện đã được cập nhật full ở trong phần danh sách phát có tiêu đề tương tự. Các bạn có thể vào đó để xem lại từ đầu nhé. Đây là một câu chuyện nói về tình yêu của tổng tài dành cho vợ, cũng như những điều gay cấn, bí ẩn trong thế giới hắc đạo, cực kỳ hay và hấp dẫn. Và đặc biệt, để các bạn có một trải nghiệm nghe chuyện thật là tốt, tất cả các phần nội dung của câu chuyện đều không chứa quảng cáo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì bạn hãy cùng Thu bước vào câu chuyện ngày hôm nay nhé. Từ Tử Hàn ở trong phòng đến tận trưa, quản gia ở dưới nhà chỉ cho rằng cô đang ngủ, vì từ sáng cho đến giờ cô không bước xuống nhà, chắc có lẽ do cô mệt. Nhưng ông vốn đâu ngờ căn phòng thường ngày rất gọn gàng sạch sẽ này lại bị cô làm cho bừa bộn. Vải, kim, chỉ, hoa chất đầy sàn, còn cô gái xinh đẹp kia thì ngồi ở dưới sàn đang tư duy làm cái gì đó. Á, đau quá! Từ Tử Hàn giận nảy người, nhanh chóng đưa ngón tay trỏ vào miệng. Sao lại khó như vậy? Cô bất mãn quàng cái túi nhỏ bé đang may dở xuống sàn, phụng phịu nói: chỉ vì cái túi đó mà tay cô bị kim đâm mấy lần rồi. Cô đang may một cái túi nhỏ để làm bùa bình an cho anh. Lúc còn ở Từ gia, Từ mẫu đã chỉ cho cô làm, nhưng đã lâu rồi, nên bây giờ Từ Tử Hàn đang cố gắng để có thể làm lại. Thực sự là quá khó đi. Tử Hàn, cố lên. Cô làm động tác giật tay thật mạnh xuống, sau đó lại tiếp tục làm, mãi cho đến khi có người gọi cô xuống ăn cơm. Phu nhân, mời cô xuống ăn trưa. Được rồi, tôi sẽ xuống ngay. Cô đứng dậy, để chiếc túi bé xinh trên giường, sau đó mở cửa đi xuống phòng. Phu nhân, mời dùng. Quản gia đặt tô cháo tổ yến trước mặt cô. Từ Tử Hàn căng mắt nhìn tô cháo đầy ắp. Bác quản gia à, bớt lại một chút đi, nhiều quá. Cô đưa tô cháo cho ông, đôi mắt lấp lánh, nài nỉ. Không được đâu ạ, đây là do ông chủ dặn. Ngày ấy dặn tôi phải múc thật nhiều cháo cho cô để cô bồi bổ, ăn xong còn phải uống thêm canh gà nữa. Hả? Từ Tử Hàn thất vọng quay mặt đi. Cô cầm cái muỗng, múc từng chút một, cố gắng ăn nhưng chỉ ăn được vài muỗng là đã chán ngán rồi. Bác quản gia à, cháu đem lên phòng ăn được không? Đôi mắt của Từ Tử Hàn bỗng chốc lóe sáng, bê tô cháo tiến gần ông. Như thế cũng được, để tôi sai người lấy luôn canh cho cô. Vâng. Từ Tử Hàn vui vẻ chạy lên phòng. Quản gia nhìn cô khẽ cười lắc đầu. Ôi, thoát được rồi. Từ Tử Hàn, mày thật là thông minh. Ha ha. Thật ra là cô không muốn ăn nên mới đem lên phòng để khỏi phải ăn. Cô đặt tô cháo và chén canh lên bàn, sau đó lại tiếp tục công việc. Buổi chiều, Dược Thiếu Phàm đi làm về. Hôm nay Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên đến nhà thăm cô. Anh tiện tay đưa cặp tài liệu và áo khoác cho quản gia. Chào ông chủ, chào cậu Lôi và cậu Phong. Quản gia cung kính cúi chào. Tử Hàn đâu? Dược Thiếu Phàm nới lỏng cà vạt hỏi. Thưa, phu nhân đang ở trên phòng ạ. Hôm nay cô ấy có ăn nhiều không? Có ạ, cô ấy ăn trong phòng. Hai cậu ngồi đó đi. Nói xong, anh đi thẳng lên phòng của Từ Tử Hàn, để lại hai người bằng hữu đang ngồi cảm thán. Dược Thiếu Phàm đưa tay mở cửa, mày đẹp nhíu lại. Anh tự hỏi, tại sao phòng của cô lại bừa bộn như vậy? Ngay cả cháo và canh cũng không ăn. Anh đưa mắt nhìn cô gái đang nằm dưới sàn. Dược Thiếu Phàm thở dài, bàn tay bế cô lên đặt lên giường. Ai... Thiếu Phàm, anh làm gì vậy? Từ Tử Hàn chợt mở mắt, bàn tay nhỏ bé rụi rụi, thì thào nói, sao lại ngủ dưới sàn? Ai, tại em ngủ quên. Cô nhìn xung quanh rồi trả lời, buổi trưa không ăn sao? Anh đã nói, em phải ngoan ngoãn ăn cháo rồi mà. Dược Thiếu Phàm lạnh lùng nói, đã 3 ngày em ăn cháo rồi đó. Thực sự là em đã chán lắm rồi. Hết cháo rồi lại tới canh. Anh xem, em đã khỏe rồi, cũng sắp thành heo rồi nè. Anh đưa 3 ngón tay lên, bất mãn nói, em như vậy mà thành heo sao? Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán của cô, mỉm cười nói, sao tay lại bị thương? Lúc nãy anh mới để ý đến mấy miếng băng keo cá nhân ở trên những ngón tay mình khảnh kia. À, em làm quà tặng anh. Tặng anh nè, em đã cố gắng lắm đó.
Cô đưa cho anh xem cái túi trắng nhỏ. Anh đưa tay nhận lấy. Đó là một cái túi rút màu trắng, ở giữa có thêu một hình cỏ ba lá màu tím. Trên chiếc túi này tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Phần đáy có gắn một cái chuông. Anh cầm sợi dây cột lại chiếc túi, lắc qua lắc lại, những tiếng kêu leng keng cứ lần lượt phát ra. Anh híp mắt nhìn, khóe miệng vô thức cong lên. Là gì vậy? Là bùa may mắn đó. À còn nữa, bên trong còn có những nhánh hoa oải hương khô và phấn thơm hương lavender. Em đã tốn cả buổi trưa để làm. Đằng sau có chữ nữa. Chữ sao? Dược Thiếu Phàm lật lại chiếc túi. Chính giữa thêu ngay ngắn hai chữ Thiếu Phàm. Anh bật cười nhìn cô, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ xinh nói, cảm ơn. Hình, không có chi. Anh đưa tay xoa cái mũi, cười tươi nói, khuôn mặt cô lúc này thật rạng ngời, hệt như tia nắng mặt trời vậy. Phải rồi, anh nhớ phải luôn đeo theo đó. Ừ, sau này không được bỏ mứa nữa, biết chưa? Vâng, đi xuống, có người đến thăm em. Dược Tiểu Phàm nắm tay cô đi ra khỏi phòng. Em chưa dọn phòng, sai người dọn là được. Nè, hai người kia, có cần phải ở trong đó lâu vậy không? Để khách chờ lâu như vậy sao? Lôi Lạc Kình ngồi ở ghế sofa, sảnh giọng vang lên. Xin chào. Từ Từ Hàn lịch sự cúi đầu chào Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên. Ái chà, thật lễ phép, mời ngồi. Lôi Lạc Kình cười tươi nói, anh tự nhiên mời cô ngồi giống như anh là chủ nhà, cô là khách. Dược Tiểu Phàm quăng cho anh một cái liếc mạnh, lạnh thấu xương, nhưng cái tên đó thì đang mải mê chọc ghẹo Tử Hàn. Nè nè, Tiểu Hàn, hai người làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Khách tới chơi mà bắt chờ thật là bất lịch sự. Em ngủ quên ở dưới sàn, nên anh ấy bế em lên giường. Thỏ trắng Tử Hàn thành thật trả lời, cô không hề biết cái tên đào hoa kia sắp tiêm vào đầu cô những thứ đen tối. À, vậy sao? Sau đó, hai người có cùng nhau vui vẻ không? Bốp! Chưa nói hết câu, Dược Thiếu Phàm đã hung hăng đập cuốn sách dày cộp ở trên bàn lên đầu Lôi Lạc Kình. Tiếng chết tiệt kia, có im đi không? Này, cậu làm gì vậy hả? Lôi Lạc Kình ôm đầu ai oán nói. Dược Thiếu Phàm không trả lời, đưa tay kéo cô ngồi kế bên. Sao anh lại đánh anh ấy? Đau lắm đó. Từ Từ Hàn đưa mắt nhìn anh hơi khó hiểu. Tốt nhất, em đừng nên đến gần cậu ta. Từ Hàn, đã khỏe hơn chưa? Phong Nhất Thiên lên tiếng. Đã khỏe rồi, cảm ơn anh. Ây da, đau quá đi. Lôi Lạc Kình tức giận nhìn Dược Thiếu Phàm. Anh tự nghĩ, hắn có phải bằng hữu của anh không vậy? Thật là quá đáng. Cậu đó, người ta thường nói ếch chết tại mồm là vậy. Phong Nhất Thiên cười khẩy nhìn Lôi Lạc Kình chế giễu. Gì chứ? Lôi Lạc Kình ai oán nói. Hai anh đừng cãi nhau nữa. Thấy tình hình có vẻ không được tốt, cô vội lên tiếng can ngăn. Phải rồi, Tiểu Hàn, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Dược Thiên, em có tham dự không vậy? Lôi Lạc Kình quay sang hỏi cô. Hả? Cô trố mắt nhìn anh, cắn nhẹ ngón tay trỏ. Cái đó thì làm sao cô biết được chứ? Có muốn đi không? Dược Thiếu Phàm lấy quyển tạp chí đặt xuống, đưa mắt nhìn cô. Đồng ý đi, ở đó có tiệc buffet đó. Còn nữa, sẵn tiện giới thiệu em với mọi người. Phong Nhất Thiên lên tiếng. Giới thiệu cái gì? Thì giới thiệu, em là phu nhân của chủ tịch Dược đây. Lôi Lạc Kình nói, khuôn mặt nhỏ bé của Từ Từ Hàn vì câu nói của anh mà đỏ ửng lên. Cô lý nhí. Ở đó có tiệc buffet sao? Phải. Thiếu Phàm à, cho em đi nha. Dược Thiếu Phàm quay sang nhìn cô, khóe môi cong lên, giọng hỏi nhẹ. Em đi vì muốn được giới thiệu, hay là vì tiệc buffet? À, vì tiệc buffet. Từ Từ Hàn tủm tỉm trả lời. Nghe câu trả lời của cô mà ba người đàn ông kia phải bật cười. Cô gái này có đầu óc thật đơn giản. Được, thứ sáu này cho phép em tham gia. Thật sao? Cảm ơn anh. Chà, vậy bữa tiệc tối hôm đó sẽ rất thú vị. Lôi Lạc Kình cười khẩy nói. Từ Từ Hàn gương cặp mắt to tròn ngây ngô nhìn anh. Không cần để ý tới lời của cậu ta. Sự Thiếu Phàm quay mặt của cô về phía anh. Ồ, hai cậu còn định ở đây đến bao giờ? Đây là cách cậu đuổi khách sao? Lôi Lạc Kình bất mãn nói. Phải, Sự Thiếu Phàm thẳng thừng nói.
Hai cái tên này ở đây chỉ toàn là gây rối, mau mau đi về sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ ở lại ăn cơm tối. Phong Nhất Thiên cười tươi trả lời. Ngay khi nói xong, anh đã bị Dược Thiếu Phàm ném cho một cái lườm hung tợn. Tôi không mời. Chợt, cậu có phải bạn của chúng tôi không vậy? Phải, vậy tại sao lại đuổi chúng tôi về? Vì đây là nhà tôi, quyền quyết định là do tôi. Anh lạnh lùng nói. Câu nói của anh khiến cho Phong Nhất Thiên cứng họng, trừng mắt nhìn anh. Rồi, tức là cậu có vợ thì quên bạn. Lôi Lạc Kình tỏ vẻ buồn bã nói. Đúng. Phong Nhất Thiên, Lôi Lạc Kình và Từ Tử Hàn gương mắt nhìn anh. Trời à, không những anh không phủ nhận, đã vậy còn khẳng định luôn. Có cần phải thành thật như vậy không? Trong lòng cô không ngừng cảm thán, hai bên má bỗng dưng đỏ ửng. Đồ trọng sắc khinh bạn. Phong Nhất Thiên cầm ly trà đưa lên miệng lầm bầm. Ai, Lạc Kình về thôi, trả tự do cho họ đi. Chợt, cũng phải. Lôi Lạc Kình đứng dậy, đút hai tay vào túi quần chế giễu. Không tiễn, Dược Thiếu Phàm vẫn thong thả đọc tạp chí, ngay cả một cái liếc cũng không thèm nhìn Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên. Hai anh đừng giận, ở lại ăn cơm đi. Từ Từ Hàn lên tiếng, hình như lỗi là do cô, vì cô mà họ mới cãi nhau nên cô phải giảng hòa thôi. Không cần đâu, bọn anh mà ở lại thì sẽ không yên với cậu ta đâu. Phong Nhất Thiên trả lời, sau đó cùng Lôi Lạc Kình đi ra cửa. Anh à, sao anh lại nói như vậy? Họ sẽ buồn lắm đó. Từ Từ Hàn ngồi xuống, kéo tay anh. Đừng lo, hai tên đó không giận đâu. Anh buông cuốn tạp chí xuống, nhìn người con gái kế bên, lạnh nhạt trả lời. Sao anh biết chứ? Rõ ràng hai anh ấy đang giận mà. Dược Thiếu Phàm đưa tay đánh nhẹ lên trán cô, khóe miệng nhếch lên nói. Nếu chỉ vì chuyện này mà giận thì họ không phải là hảo bằng hữu. Từ Từ Hàn xoa cái trán, khó hiểu nhìn anh. Không lẽ là cô lo thừa sao? Nè Nhất Thiên, tôi mới tìm được niềm vui mới rồi đó. Lôi Lạc Kình vừa đi vừa nói. Tôi biết chính là chọc ghẹo tên máu lạnh kia, phải không? Đúng vậy, ha ha, còn cả cô bé đó nữa. Càng ngày càng thú vị rồi. Phong Nhất Thiên cùng bật cười. Thật ra họ chỉ giả vờ giận dỗi thôi. Họ muốn xem phản ứng của Dược Thiếu Phàm và Từ Tử Hàn như thế nào. Càng lúc anh càng thú vị hơn trước rồi. Hai người ung dung bước ra xe, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà của Dược Thiếu Phàm. Đêm khuya, tòa nhà phương Tây phá lệ yên tĩnh. Tán lá cây theo gió mà lắc lư. Không gian tĩnh mịch đến thế, nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng hét đau thương của Từ Tử Hàn. Dược Thiếu Phàm đang yên giấc trong phòng, bị tiếng hét của cô làm tỉnh giấc. Rất nhanh chóng tỉnh ngủ, anh vội vàng chạy sang phòng của cô. Ngay cả áo cũng chưa kịp mặc, anh đẩy cửa ra. Từ Từ Hàn đang nằm trên giường la hét, hai cánh tay của cô giữa không trung một cách vô thức, vầng trán mịn thấm đẫm mồ hôi, trên khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt. Cô thống khổ kêu lên, mẹ đừng mà, thả tôi ra, thả tôi ra. Từ Hàn, Từ Hàn, mau tỉnh dậy. Anh bước đến bắt lấy tay cô. Đừng, thả tôi ra. Làm ơn. Cô vẫn không ngừng la hét mà vùng vẫy, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Từ Hàn, là anh, đừng sợ, có anh ở đây. Dược Thiếu Phàm ôm chặt lấy cô, thì thào nói. Nghe được giọng nói cùng hơi ấm rất quen thuộc, Từ Từ Hàn mới bình tĩnh lại. Vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bàn tay to lớn vén mái tóc của cô, anh mới phát hiện người cô thấm đẫm mồ hôi. Chết tiệt, người em ướt hết rồi, sẽ bị cảm mất. Anh đưa tay nâng người cô dậy. Từ Hàn, anh tắm cho em nhé. Cô vẫn không cử động, vòng tay vẫn chung thủy ôm chặt lấy anh. Dược Thiếu Phàm bế cô lên phòng, đi vào phòng tắm, đặt cô nằm vào bồn nước ấm, để đầu cô nằm trên đùi, ghé sát xuống tai cô. Anh khẽ nói, em không trả lời là đồng ý đấy nhé. Anh mở vòi hoa sen, cẩn thận làm ướt tóc cô, mái tóc màu đen óng mượt. Anh đưa tay rửa sạch tóc của cô, hơi nước nóng khiến cho khuôn mặt của cô ửng hồng. Vài giọt nước tinh nghịch chảy xuống len qua lớp áo. Hồi lâu sau, Dược Thiếu Phàm lấy khăn lông bên cạnh bọc đầu cô lại. Nhìn khuôn mặt cô ửng hồng, trong lòng nhất thời nhảy thật nhanh. Tầm mắt anh vô tình nhìn vào trong lớp áo,
Đúng lúc thấy chỗ đó chỗ mã thật đẹp, Dược Tiểu Phàm nhất thời miệng đắng lưỡi khô, trong lòng ngực tim đập liên hồi. Người con gái này ngay cả lúc ngủ sao lại có thể quyến rũ như vậy chứ? Cái tư vị chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn thật là khiến anh khó chịu. Nhưng rất nhanh anh đã gạt bỏ ý nghĩ đó trong đầu. Anh đưa tay mở cúc áo của cô, một nút, hai nút, rồi cứ thế chiếc áo liền tách khỏi cơ thể cô. Làn da trắng nõn vì ở trong nước ấm có chút đỏ ửng, đẹp đến mê người. Anh nghiêm túc tắm rửa cho cô, bắt đầu từ tấm lưng trắng mịn, sau đó là cái cổ ngọc. Ánh mắt anh lãnh mị, đưa tay vuốt bộ ngực của Từ Tử Hàn. Dù sao cô cũng là vợ anh, trêu đùa cô một chút cũng không sao. Dược Thiếu Phàm ngước mặt lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, tham lam liếm hết mật ngọt. Dược Thiếu Phàm từ từ liếm láp môi cô, uyển chuyển triền miên. Từ Tử Hàn trong vô thức chỉ biết có cái gì đó đang đặt ở trên môi mình, đầu lưỡi như đang bị quấn lấy, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt. Đôi mắt anh đục dần, dục hỏa trong lòng cũng đang dâng. Dược Thiếu Phàm hôn lên trán của cô, ghé sát tai nỉ non nói: "Bảo bối, em thật non nớt." Sau đó mới bế cô dậy, lấy cái khăn tắm quấn quanh người cô. Khi cô chạm vào người anh, từng tấc da thịt nhạy cảm của cô cọ sát với da thịt của anh, ngay cả phần dưới đang kiên định cũng tiếp xúc với cơ thể của cô. Nhưng anh cũng không phải là người thừa núc đục thả câu, ngay lúc cô hôn mê mà chiếm đoạt, nên có thể kìm nén lửa dục vọng đã rất gian nan. Anh chỉ muốn cô trở thành người của anh khi cô thực sự tin tưởng anh, nên bây giờ anh chỉ có thể tặng cô một màn hành hạ ngọt ngào. Anh bước ra khỏi phòng tắm, đem cô đặt lên giường, đi tới tủ đồ, lấy máy sấy cùng với một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng. Dược Thiếu Phàm để cô dựa vào người anh, đỡ chiếc khăn trên đầu cô ra, mái tóc dài buông xõa xuống vai. Anh bật máy sấy, cẩn thận và dịu dàng sấy tóc cho cô. Hơi nóng phà vào gương mặt vừa mới bớt đỏ của Từ Tử Hàn, khiến cho hai gò má đỏ ửng lên, đôi môi đỏ khẽ đóng khẽ mở. Sấy tóc xong, anh giúp cô mặc bộ pyjama màu hồng phấn do anh chọn, sau đó còn cẩn thận mặc thêm một lớp áo len. Sau đó, anh vòng tay ôm cô vào lòng rồi chìm vào mộng đẹp. Một buổi sáng mùa đông, tiếng chim ríu rít phát ra từ rừng cây u tĩnh nghe rất êm tai. Những tia nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi lên người đang nằm ôm nhau ngủ. Từ Tử Hàn nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt mờ mịt hơi nước, mơ hồ tỉnh dậy khi nhìn thấy mình đang nằm trong lồng ngực của Dược Tiếu Phàm. Cô mơ hồ nói: "Là mơ sao?" Sau đó cô đưa tay sờ lồng ngực của anh, sau đó leo lên cổ anh rồi tới khuôn mặt để xác định đây là mơ hay là thật. "Hơ, không phải là mơ, sao anh ấy lại ở đây?" Từ Tử Hàn mở căng mắt nói, nhưng cô không hét lớn, cô không muốn phá giấc ngủ của anh. Quần áo. Từ Tử Hàn hốt hoảng nhìn xung quanh rồi nhìn vào chăn. Cô không muốn lặp lại chuyện lần trước. Sau khi đã kiểm tra, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, vẫn còn quần áo. Từ Tử Hàn đưa đôi mắt nhìn anh. Lúc này cô mới phát hiện, thật ra anh lúc ngủ rất đẹp trai nha. Bộ dạng lúc ngủ của anh thực sự đẹp đến mê người. Đây là lần đầu tiên cô quan sát lúc anh ngủ. Cô đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt mặt anh, từ đôi lông mày đến mắt, đến mũi, cuối cùng cũng là đôi môi mỏng khiêu gợi. Khi chạm vào môi anh, đột nhiên có một cảm xúc gì đó kỳ lạ, khiến cho cô muốn hôn anh một cái. Hai bên gò má của cô bỗng đỏ ửng lên, Từ Tử Hàn cắn cắn móng tay, ngước mắt nhìn anh. Cô nhướng người lên, chạm nhẹ vào môi anh. "Hơ, sao mình lại có thể biến thái như thế? Làm sao đây?" Từ Tử Hàn rúc đầu vào lòng ngực của anh, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Cô đưa tay che mặt lại, lí nhí nói: Nhưng mà anh ấy cũng đâu có biết." Với cái suy nghĩ ngây ngô ấy, cô lại muốn hôn anh thêm một cái nữa. Từ Tử Hàn nhắm mắt, chủ cái môi nhỏ xinh ra. Một giây, hai giây. "Hả, sao lại không hôn được?" Cô khó hiểu mở mắt ra. Môi cô đang bị tay của Dược Tiếu Phàm che lại, còn anh thì che miệng mà cười, cười đến độ khuôn mặt gần như sắp biến dạng. Từ Tử Hàn xấu hổ không nói lên lời, ý định chạy đi
nhưng anh đã nhanh tay hơn kéo cô lại. Bảo bối, thật không ngờ em lại tấn công anh sao? Ha ha, làm gì có, em không biết gì hết. Từ Tử Hàn lắp bắp trả lời. Vậy sao? Vậy vừa nãy ai đã hôn lén anh? Dược Tiểu Phàm nhếch miệng cười tà. Không phải em. Hả? Vậy người này không phải em sao? Dược Tiểu Phàm đưa điện thoại ra trước mặt cô. Từ Tử Hàn lúc này miệng thì chữ A, mắt thì chữ O, khuôn mặt đỏ đến mức có thể rỉ máu. Người con gái trong hình là cô. Hích, cô đang nhắm mắt, chu môi định hôn anh kìa. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Trong lòng cô không ngừng kêu la, mếu máo và vô cùng hối hận. Cô cúi mặt xuống, không dám cãi thêm lời nào. Dược Thiếu Phàm lật người cô lại, mặt sát mặt, khuôn mặt lạnh như tiền nói. Từ Tử Hàn, em thật to gan, lại muốn cưỡng bức anh lần thứ hai sao? Sao? Không phải. Sáng sớm lại đi sờ mó anh như vậy sao? Dược Thiếu Phàm khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang rộn ràng. Anh thật ra đã thức dậy từ lâu rồi, chỉ là lúc đang say sưa ngắm nhìn cô thì đột nhiên cô lại tỉnh giấc, nên anh muốn thử xem phản ứng của cô như thế nào. Quả nhiên là rất thú vị. Không phải vậy đâu em. Từ Tử Hàn cười gượng, cô lắc tay cố gắng biện hộ. Từ Tử Hàn, em muốn nói gì? Anh nắm chặt lấy tay cô, cúi đầu chỉ một chút nữa là chạm môi. Từ Tử Hàn mở to mắt nhìn anh, sợ hãi nói. Hả? Anh không được làm càn. Làm càn? Là do em làm càn trước mà. Bây giờ anh phải trả lại cho em chứ. Em xin lỗi mà. Từ Tử Hàn quay mặt sang chỗ khác, sau đó dùng hết sức rời khỏi anh, vội vã chạy ra khỏi giường. Dược Thiếu Phàm giữ nguyên tư thế nhìn hành động của cô liền bật cười. Anh đắc thắng thở dài, ngồi dựa vào đầu giường, nghĩ lại lúc nãy, anh lại cười tươi. Cô gái của anh càng ngày càng thú vị, ha ha. Từ Tử Hàn sau khi chạy ra khỏi phòng liền đi vào toilet. Cô đứng trước gương, hối hận nói. Từ Tử Hàn, mày điên thật rồi, oa oa. Cô lúc này vô cùng xấu hổ, cô xin thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Đối với một màn nháo kịch như vậy, thật khiến cho cô xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ thật sâu để chui xuống. Trời ơi, lát nữa phải tính sao đây? Trong lòng cô không ngừng gào thét và lo lắng. Cô lúc này như thế ở trong phòng, nhưng ở ngoài kia, Dược Tiểu Phàm thì lại vô cùng vui sướng, cầm điện thoại mà ngắm nghía, lâu lâu lại bật cười. Dược Tiểu Phàm ngồi trong phòng ăn, anh thong thả đọc báo. Anh lạnh nhạt như thế, còn cô gái đang ngồi bên cạnh thì cúi mặt xuống tô cháo, từ từ ăn từng muỗng. Lúc nãy, anh còn uy hiếp cô, nếu không ra khỏi toilet thì anh sẽ bêu xấu cô với mọi người. Từ Tử Hàn cắn cái muỗm, trong lòng không ngừng ai oán. Sao anh lại có thể xấu tính như vậy chứ? Từ Tử Hàn, em ăn kiểu gì vậy? Dược Thiếu Phàm bỏ tờ báo xuống, đưa hai tay nâng đầu cô lên, giọng nói trầm thấp vang lên. Tử Hàn nhíu mày. Ngẩng mặt lên mà ăn. Dược Thiếu Phàm, anh muốn em ăn cháo đến bao giờ đây? Cô bạm môi, ai oán nói. Tối nay có thể ăn cơm. Thật sao? Ừ, tuyệt quá. Cô híp mắt reo lên, nở nụ cười tươi tắn mà nói. Ăn tiếp đi. Anh hất mặt về phía tô cháo ở trên bàn, cô ngoan ngoãn ăn. Chưa, anh có vẻ ăn cơm không? Không. Ồ, Từ Tử Hàn nghe câu trả lời của anh có chút thất vọng. Vì vậy, em phải mang cơm đến cho anh. Hả? Thế nào? Tại sao chứ? Anh bận nên không thể về nhà. Em làm vợ thì phải có trách nhiệm mang cơm đến cho anh chứ. Dược Thiếu Phàm đánh nhẹ một bên gò má ửng hồng của cô, vẻ mặt thích thú nói. Không đi đâu, em không biết đường. Cô từ chối. Tiểu Lãnh sẽ đưa em đi. Dược Thiếu Phàm thong thả uống tách cà phê. Anh lạnh nhạt nói. Từ Tử Hàn chu miệng bất mãn, không thèm lên tiếng. Nếu không thích, em không cần phải đến. Thật sao? Cô ngỡ mắt nhìn anh, khuôn mặt rạng ngời. Phải, chỉ có điều. Anh nhóm người tới gần cô. Từ Tử Hàn trợn tròn mắt nhìn anh. Bức hình của em sẽ được xuất hiện khắp nhà, và cả hai tên kia cũng sẽ có. Từ Tử Hàn trừng mắt nhìn anh. Anh là đang uy hiếp cô. Cô bạm môi, nuốt nước miếng, hạ hỏa, rồi mỉm cười. Em sẽ đi. Ngoan lắm,
Anh đưa tay xoa đầu cô, khóe miệng cũng dương lên, nhớ đem hai phần. Sao anh ăn nhiều vậy? Em sẽ ăn cùng anh. Dược Tiểu Phàm đứng dậy, hai tay đút vào túi quần rồi sải bước đi ra. Còn cô thì phụng phịu nhìn theo bóng lưng của anh. Đem cơm cho anh, vậy có thể thấy được bộ dạng lúc anh đang làm việc. Từ Từ Hàn thích thú với suy nghĩ ấy. Cô đứng dậy nói với đầu bếp, vì nhà bếp với phòng ăn thông nhau nên rất tiện cho việc đi lại. Bác đầu bếp à, trưa nay cho cháu mượn nhà bếp chút nhé. Vâng, đầu bếp cung kính trả lời. Hôm nay cô muốn làm cơm cho anh, chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm. Sau đó cô đi lên phòng chờ, đợi thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khi làm cơm xong, Từ Từ Hàn xếp gọn gàng vào hộp đựng cơm, rồi xếp lên nhau thành 3 tầng. Cô chạy lên phòng để thay đồ. Từ Từ Hàn mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh caro, bên ngoài là chiếc áo len trắng rộng, nhìn rất ấm cúng, cùng với chiếc quần legging đen và đôi giày Oxford cổ ngắn cùng màu. Nhìn cô rất giản dị và dễ thương. Ngay cả kiểu tóc cũng phù hợp với cô. Tóc được chia ra làm hai phần, buộc gọn bên vai, phần đuôi uốn cong. Bác quản gia, cháu đi nhé. Cô chạy nhanh ra cửa, nhưng cũng không quên chào tạm biệt quản gia. Phu nhân đi cẩn thận. Thấy cô đi ra, tài xế tên Tiểu Lãnh vội vàng mở cửa xe cho cô. Anh cúi đầu chào. Phu nhân, tôi họ Lãnh, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Lãnh. Từ Từ Hàn cúi đầu chào rồi bước xuống. Chiếc xe Porsche lăn bánh đi ra khỏi biệt thự Dược Gia. Thành phố rộng lớn dần dần hiện ra trước mặt cô. Từ Từ Hàn nhìn qua cửa sổ, cảnh vật thật là đẹp. Chiếc xe rất nhanh chóng dừng lại ở trước cửa chính của công ty Dược Thiên. Từ Từ Hàn bước ra khỏi xe, cô nghẹn họng nhìn tòa cao ốc hùng vĩ này. Đây là công ty của anh sao? Sao lại có thể hùng vĩ đến thế chứ? Phu nhân, có cần tôi đưa cô vào không? Không cần, tôi tự vào được rồi. Nói xong hít một hơi thật mạnh, cô bước vào trong công ty. Xin hỏi, phòng của chủ tịch Dược ở đâu vậy? Cô bước tới quầy lễ tân, thật lịch sự hỏi. Cô gái ở quầy lễ tân ngước mặt nhìn cô. Cô gái trước mặt cô vừa giản dị lại vừa dễ thương. Cô mỉm cười lịch sự nói. Xin lỗi, tiểu thư có hẹn trước không ạ? Chị cô nói có người tên Tử Hàn gặp. Anh ấy nói tôi đến đây mà. Từ Từ Hàn trả lời. Vâng, vậy cô chờ chút. Cô gái ở quầy lễ tân nhấn nút điện thoại trên bàn. Có người tên Tử Hàn muốn gặp chủ tịch. Cô ấy nói do chủ tịch gọi cô ấy đến. Viên tiểu thư đi vào thang máy, lên tầng 60, phòng của chủ tịch nằm ở phía bên phải cầu thang. Cô cứ vào đó, thư ký Tĩnh sẽ đưa cô đi. Cô gái ở quầy lễ tân tận tình hướng dẫn cho cô. Cảm ơn chị. Từ Từ Hàn mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi đi tới thang máy. Ở trong thang máy, hiện tại chỉ có một mình Từ Từ Hàn. Tim của cô cứ đập liên tục. Cô cầu mong đừng có ai bước vào, vì nơi này thực sự quá nghiêm nghị và đông người. Cô sẽ hồi hộp chết mất. Vừa mới cầu trời khấn Phật xong, cửa thang máy đột ngột mở. Từ Từ Hàn giật mình nhìn ba cô nhân viên đi vào. Trời ạ, cô vừa mới cầu xong mà, không cần phải như vậy chứ. Ngay cả ông trời cũng không giúp cô sao. Làm ơn mau mau lên tầng 60 đi. Trong lòng cô không ngừng cảm thán. Nè, đó là ai vậy? Không biết. Nhìn cô ta kìa, tay cầm hai cặp lồng đựng cơm, không biết ở đâu ra nữa. Ha ha, quê mùa chết đi được. Phải đó, chắc là ô xin nhà ai rồi. Ba cô nhân viên vừa mới vào, thay nhau thì thầm to nhỏ, mỉa mai Từ Từ Hàn. Từng câu từng chữ của họ đều lọt vào tai cô, nhưng cô cũng đã quen rồi nên cũng chẳng làm sao. Lên đến tầng 55, cửa thang máy lại mở. Từ Từ Hàn nhìn theo cửa thang máy, thấy một người đàn ông bước vào. Cô buồn chán quay mặt vào trong. Sao mà cứ vào thang máy hoài vậy? Ba nữ nhân viên kia đột ngột tít mắt cười nói. Chào anh. Kình Thiếu. Chào mọi người. Người đàn ông đó cũng vui vẻ đáp lại. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Người đàn ông đó đột nhiên tiến gần cô, vỗ vai cô một cái. Từ Từ Hàn giật mình quay lại. Lạc Kình, xin chào. Đem cơm cho Thiếu Phàm sao? Lôi Lạc Kình nhìn hai cặp lồng cơm liền hỏi. Ừ, phải. Từ Từ Hàn gật đầu nói. Coi bộ chị rất thương chồng nhỉ. Anh cười chế giễu. Là anh ấy bắt ép em đó chứ. Cô bĩu môi nói lí nhí. Mà anh đừng gọi em là chị dâu nữa, gọi là Từ Hàn được rồi.
Ha ha, được, phải rồi, đây là phu nhân của chủ tịch. Đột nhiên, anh đẩy người cô ra phía trước. Ba nữ nhân viên kia nhất thời sợ hãi. Họ không ngờ đây là vợ của chủ tịch. Vừa nãy còn chê này chê nọ, lần này họ chết chắc rồi. Mà nè, em đeo kính làm gì vậy? Theo như anh biết thì em đâu có bị cận. Tháo ra đi. Lôi Lạc Kình đưa tay tháo mắt kính của cô ra. A, à, nè. Từ Từ Hàn trợn tròn mắt. Vốn dĩ cô đeo kính là để che mặt mà. Người ta đã cải trang vậy rồi. Xin chào, phu nhân. Ba nữ nhân viên kia cúi chào. Khi họ ngước mặt lên thì không khỏi kinh ngạc. Cô gái trước mặt họ thật sự đã khác vừa nãy. Đôi lông mi dài cong vút bao quanh cặp mắt to tròn đen láy. Cái mũi cũng nhỏ xinh, ẩn dưới là đôi môi đỏ mọng. Hai bên má ửng hồng tự nhiên, nhìn cô chẳng khác gì búp bê baby. Chào mọi người. Cô cũng lịch sự cúi đầu. Đinh, thang máy lên đến tầng 60 thì mở. Xin lỗi, tôi đi trước. Từ Từ Hàn vội vã cúi đầu chào rồi đi ra. Nè, Từ Hàn, để anh đưa em vào phòng cậu ta. Dù sao anh cũng đang có việc cần gặp cậu ta. Lôi Lạc Kình cũng đi ra theo. Cảm ơn anh. Bà nữ nhân viên kia thấy cô đi vào liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô ấy không nói gì. Nếu như cô mà nói lại, họ sẽ bị sa thải mất. Những gì vừa nãy họ mỉa mai thì Từ Hàn bây giờ đã cảm thấy hối hận. Quả không hổ danh là phu nhân của chủ tịch, xinh đẹp hệt như thiên sứ. Chào trợ lý Lôi. Hai thư ký ngồi ở bàn làm việc trước cánh cửa màu trắng to lớn liền đứng dậy chào anh. Chào, Thiếu Phàm có ở trong đó không vậy? Có à? Được rồi, cảm ơn. Từ Hàn, đây là Vương Thinh Thinh và Tĩnh Nhạc, thư ký của Thiếu Phàm. Chào hai chị. Cô lịch sự chào. Thư ký Phương và thư ký Tĩnh cũng cúi đầu chào cô. Đây là phu nhân của chủ tịch. Từ Từ Hàn. Lôi Lạc Kình tươi tắn giới thiệu cô với hai người kia. Từ Từ Hàn thì nép lại sau lưng anh. Cô bây giờ đang rất ngượng ngùng. Cô tự hỏi, sao đi tới đâu anh cũng giới thiệu cô vậy? Cô đâu có nhờ anh. Xin chào phu nhân, mời vào. Hai thư ký đứng dậy, mở cửa cho cô. Cảm ơn. Từ Từ Hàn rụt rè đi vào trong. Căn phòng làm việc của anh rộng cực kỳ, còn có cả kệ đựng sách cao nữa. Dược Thiếu Phàm đang ngồi trên bàn, say sưa làm việc. Từ Từ Hàn từ từ bước tới. Thiếu Phàm, em mang cơm đến. Dược Thiếu Phàm nghe thấy giọng cô liền ngước mặt lên. Ngồi xuống đó đi. Anh hất mặt về phía ghế sofa đặt ở gần cửa sổ. Cô ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống. Chà, hai người định ăn cơm chung sao? Lôi Lạc Kình bước tới, tươi tắn nói. Tôi tới đây là đưa cho cậu bản kế hoạch tháng này, cần có chữ ký của cậu. Để ở đó đi. Vậy tôi đi đây. Từ Hàn, anh đi nhé. Vâng, chào anh. Từ Từ Hàn ngồi ở trên ghế, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh. Bộ dáng của anh khi làm việc thật nghiêm túc, trên người tỏa ra một luồng khí thế cao ngạo. Từ Hàn, đột nhiên Dược Thiếu Phàm lên tiếng gọi cô. Dạ. Dọn cơm ra bàn bên kia đi. Anh hất mặt về phía cái bàn hình chữ nhật ở bên trái. Vâng. Từ Từ Hàn mở cặp lồng ra, cô lấy từng tầng đặt xuống bàn. Xong rồi, anh ra đây ăn đi. Dược Thiếu Phàm ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đầu bàn, đó là vị trí của người chủ trì. Anh cầm đũa bắt đầu ăn. Thiếu Phàm, anh ăn thử xem có vừa miệng không? Được. Thiếu Phàm gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Cô nhìn anh ăn, cặp mắt đang trông chờ câu trả lời. Vị không giống như đầu bếp Văn làm. Hì, là em làm đó. Sao hả? Có được không? Rất ngon. Là em làm sao? Dược Thiếu Phàm quay sang nhìn cô. Phải, lúc trước em có học vài món cơ bản. Từ Từ Hàn vui vẻ trả lời. Giỏi lắm. Anh đưa tay nhéo nhẹ má của cô. Khóe miệng của cô cong lên. Nỉ non nói. Từ Hàn nghe được lời khen của anh, trong lòng cảm thấy rất vui. Vậy sau này mỗi trưa cứ đem cơm cho anh. Hả? Từ Từ Hàn đang ăn liền dừng lại, trố mắt nhìn anh. Vì anh rất bận, không thể về nhà ăn cơm chưa được. Anh nhàn nhã trả lời. Em không thích đến công ty đâu. Từ Từ Hàn phụng phịu trả lời. Tại sao? Vì ở đây đông người, lại có cảm giác không quen lắm. Vừa nãy em gặp Lạc Kình, anh ấy giới thiệu em với tất cả mọi người. Họ cứ cúi đầu chào em, cảm giác rất khó chịu. Em nên tập làm quen. Vì em là vợ của anh,
nên việc này là lẽ đương nhiên. Tử Hàn, em phải sớm thích nghi đi. Anh nhìn cô, khuôn mặt tuy không có chút biểu tình, nhưng trong lời nói lại rất dịu dàng. Em biết rồi. Tử Hàn gật đầu. Sau này em sẽ học thêm nhiều món khác để nấu cho anh ăn. Được, nhưng đừng cố sức quá. Chỉ cần nấu bữa trưa là được. Còn buổi sáng và tối cứ để đầu bếp Văn làm. Vâng. Cô tủm tỉm cười nhìn anh. Ăn thêm đi. Dược Tiểu Phàm gắp miếng cá bỏ vào chén của cô, cưng chiều nói. Cảm ơn. Tử Hàn và Dược Tiểu Phàm cùng ngồi ăn cơm vui vẻ. Nhìn họ như cả vợ chồng son, người này gắp thức ăn cho người kia, thực sự rất hạnh phúc. Thời lượng của câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Thu. Các tập còn lại đã được cập nhật full ở trong phần danh sách phát có tiêu đề Tổng tài Mafia sủng vợ điên cuồng. Các bạn có thể vào đó để nghe trọn bộ nhé. Bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye. Chúc mọi người một ngày tốt lành.